Vợ ông Nước, hàng trăm gia đình bị mất nguồn nước sạch. Vào sáng ngày hôm nay, 10 tháng 7, một đường ống nước sạch bị vỡ, khiến hàng trăm mét khối nước chảy khắp đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn trước khu dân cư Carina ở phường 16, quận 8, Sài Gòn. Theo người dân địa phương cho biết, nước đã bắt đầu thất thoát từ hôm qua, nhưng các cơ quan chức năng đã không có gửi người đến sửa chữa. Đến sáng nay, thì tại vị trí đường ống vỡ xuất hiện một hố tử thần rộng khoảng 2 mét sâu. Nước trào lên từ miệng hố rất mạnh, chảy thành dòng hai bên đại lộ Võ Văn Kiệt. Đến trưa ngày 10 tháng 7, các đơn vị chức năng vẫn chưa thấy xuất hiện tại hiện trường, khiến hàng trăm mét khối nước vẫn tiếp tục trào ra đường.